Shop hàng Nhà Đồ Điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc máy rửa bát siêu bền, ngon vừa rẻ các bác nhé, mà siêu bền. Các bác mua những cái máy này thì các bác cứ yên tâm 100% về chất lượng. Đấy. Yên tâm 100% các bác nhé, dám khẳng định luôn là như vậy. Máy chạy cực bền bỉ, chả có lỗi gì để hỏng cả. Một con máy thiết kế gọi là rất đẹp của hãng Nationa. Toàn bộ thân viền bằng inox này, con đèn số 6 nhé. Inox hết, toàn bộ thân viền, kính trong để các bác nhìn được. Đấy. Có đếm ngược thời gian, có chế độ chặn bát, giữ khô bát đũa, nhiều chế độ rửa mạnh nhẹ. Có chế độ sấy riêng biệt, có chế độ rửa 2-3 người ăn. Rửa xong sấy khô, cong luôn, này, phiền inox hết này. Toàn bộ thân vỏ inox hết, lưng inox, đầu inox hết các bác nhé. Con máy trên là cái tuổi thọ nó bền bỉ mãi với thời gian luôn. Bên trong ruột như mới luôn. Đấy. Trong ruột inox hết các bạn này, như mới nhá, răng chỉ này. Không có vấn đề gì mà phải nghĩ về hàng Nhật này. Rửa cực sạch luôn ạ. Khẳng định với các bác trên danh dự nhá, trên danh dự của người bán hàng luôn. Riêng máy rửa bát Nhật tuổi thọ cực cao luôn. Tuổi thọ rất cao. Đấy. Rửa rất sạch, rất tiết kiệm điện nước. Trên các bác mua máy rửa bát Nhật yên tâm luôn, kể cả máy dùng rồi, nhưng mà đấy các bác nhìn, máy dùng rồi nhưng về Việt Nam mình chỉ lau chùi đi cắm điện là chạy luôn. Thế mà hay này, tuổi thọ nguyên vỉ mạch của nó làm rất là tốt, đều đổ keo kia cẩn thận, kín mít, chứ không có sợ là cái chuyện là bảo là sợ là nguyên mạch có bị vấn đề cái gì cả. Đây các bác có thể nhìn đây, cái bên mạch kia của nó này, đấy, đổ hết keo nhá, bao nhiêu năm rồi vẫn chạy ok luôn. Trên là không được gì, các bác phải lo về chất lượng luôn, chất lượng bảo hành các bác thoải mái luôn. Con này bán 2,9 triệu nhá. Đấy. Bình thường vẫn bảo hành tất cả những các máy khác là 6 tháng, còn các bác nào thích bảo hành 3 năm chỉ cần thêm 500.000 thôi, 3 năm bảo hành. Đấy. Thì các bác yên tâm luôn, máy giá thì quá rẻ cho một chiếc máy rửa bát gia đình, chả tội gì mà phải mua máy đắt tiền cả. Trong khi đó máy rửa bát rẻ vẫn hoạt động đúng công năng của mình, tuổi thọ rất bền, cửa hàng dám bảo hành cho các bác tận 3 năm cơ mà. Đấy. Chả có gì để hỏng đâu, các bác yên tâm mà dùng nhá. Em bán em nói thật chứ không có phải là bán để mà nói để mà bán đâu ạ. Lấy cái gì nó cũng phải dựa trên cái cơ sở nó là có thật, chứ mình không phải là tự mình nói lên giống một kiểu được. Các bác mua máy rửa bát mới thì tại chỉ dám bảo hành cho các bác 1-2 năm thôi, nhưng ở đây các bác thêm 500.000 thôi và có 3,4 triệu cái bảo hành cho các bác 3 năm luôn. Có vấn đề gì, lỗi gì bảo hành tất cả các lỗi. Đấy. Bảo hành tất cả các lỗi luôn các bác nhé. Tóm lại nó không có lỗi gì, trên là cũng chả có gì mà sợ bảo hành cả. Các bác cứ dùng tẹt từng tem. Con em bán 2,9 triệu nhé. Giá chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn, bác nào lấy các bác liên hệ. Cảm ơn các bác.